Rồi, mến chào các bạn. Nông Cơ Huệ, địa chỉ là 15B, phường Núi Tung, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Đó, có về một em Honda 20TX. Cái dòng này là 20 mã lực các bạn nha. Honda 20 mã lực. Đó, là máy hàng bãi nội địa Nhật ha. OHC 3 xi lanh. À, 3 xi lanh. Hai gì đây? Ồ. Diesel. À. Đây. Máy của nó đây. Đây. Máy Honda đây. Đó. Cái bọc gió đồ này nọ là mình thấy nó cầm kính mít ha, thấy không? À, nhìn nó. Nhìn nó xịn xò hơn những cái dòng khác ha. Những dòng văn ma rồi ha. Văn ma là giống như kiểu xe bình dân vậy. Còn Honda mới là hàng sang chảnh. Giống như các bạn chạy chiếc Luxus với lại chiếc bình thường vậy. Ví dụ như các bạn chạy chiếc gì ta? Các bạn Mẹt với lại gì? Toyota hả? À, đây. Cái con này thì các bạn thấy đuôi đồ nó nhìn nó cũng khác ha, đuôi bằng nè. Rồi, à, phía đuôi này cái làm như nó thiếu cái cái này mình đóng cái bát vô thôi. Đóng bát vô thôi. Này nó có mui nè. Có mui. Con mui ở trên này thì mình có chỗ để mình bỏ mấy cái đồ tầm bậy bạ gì vô đó. Yên ghế đồ riêng luôn ha. Rồi đất không ta. Ngồi dơ quần hết. Rồi. Đây. Mình sẽ nổ máy cho các bạn xem thử ha. Đây có tay cầm SL. Cái này tầng nó chạy nè. Chậm nè, nhất nè. Mo rồi chậm rồi vừa rồi nhanh nhất. Rồi ở đây là số sới 123. Tầng số sới. Rồi mấy cái này cái gì tùm lum đây mình chả hiểu. Này dỡ cabin ra nè. À dỡ cabin. Rồi. Đây là số chạy bên tay phải. Ô chạy bên tay phải là số tăng tầng bên này. Rồi mấy này thì nấc đèn rồi thôi. Đây là cần ga hả? Rồi cái này cái gì đây mình chả hiểu nữa. À, dưới cũng có vi sai. Khóa ben bằng tay dưới này ha. Rồi mình đề thử máy coi. Ô, nhảy không? Máy mạnh ghê các bạn. Để lâu lắm rồi mà quất mình vô một phát là nổ. Mạnh ghê chưa? Tắt máy bằng điện luôn. Quá ngon các bạn. Đây. Nó đề nhẹ nhàng như xe hơi các bạn ha. Công nhận đề nhẹ nhàng. Mà cái con này thì sao mình thấy nó thiếu táp lô nè. Đúng ra đây nó phải có tấm kính nè. Phải có tấm kính rồi đèn báo đồ này nọ. Nguyên đồng hồ đồ của nó chắc bị mất rồi. Bị tháo mất rồi. Thiếu này. Cái này giờ mình phải chế. Nó bị thiếu này nè. Nó chế nó ở bên đó hay là nó dày ta. Nếu ấy tại sao nó không gắn thêm đèn đồ này nọ vô để biết ha. Thấy lái trợ lực luôn ha. Nè. Lái trợ lực giờ mình tắt đi nè. Nè. Rất là nặng các bạn thấy không. Nè. Rất là nặng. Rồi nổ máy lên sẽ nhẹ nè. Nè, thấy không?
nổ máy lên sẽ rất là nhẹ nhàng đó, nó vậy. Rồi, nếu bạn nào mà có nhu cầu mua con này thì alo cho ông chủ ha. Kế bên là có con gì? L1 205. Rồi, nếu bạn nào mà có nhu cầu mua con này thì cứ alo cho ông chủ. Rồi, mến chào các bạn.